Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 4 của trang web olimer.vn Ở bài giảng ngày hôm nay, cô Huyền sẽ cùng với các con tìm hiểu về bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Đây là một dạng của giải bài toán có lời văn. Đầu tiên, các con hãy cùng đọc bài toán. Chia đều 18 quyển vở cho 9 bạn trong tổ, hỏi mỗi bạn được tặng bao nhiêu quyển vở. Chúng mình cùng đọc lại đề bài để biết là đề bài cho gì và hỏi gì. À đúng rồi, đề bài cho chia đều 18 quyển vở cho 9 bạn và chúng ta phải tính xem mỗi bạn được tặng bao nhiêu quyển vở. Vậy theo các con, để tính mỗi bạn được tặng bao nhiêu quyển vở chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính gì? Chắc chắn rồi, cô trò mình sẽ phải thực hiện phép tính chia bằng cách lấy 18 chia cho 9. Vậy lời giải của bài toán này như thế nào? Chính xác, chúng ta có mỗi bạn sẽ được tặng số quyển vở là lấy 18 chia 9 kết quả bằng 2 quyển và đó là đáp số của bài toán trên. Ta thấy rằng chia 18 quyển vở cho 9 bạn và tính một bạn được bao nhiêu quyển vở thì đây được gọi là bước rút về đơn vị. Và Ngày hôm nay cô giới thiệu tới các con về những bài toán liên quan tới rút về đơn vị. Cô lấy ví dụ như sau: Chia đều 18 quyển vở cho 9 bạn trong tổ, hỏi ba bạn được tặng bao nhiêu quyển vở. Chúng mình tiếp tục đọc đề bài để xác định xem bài toán cho gì và hỏi gì. Chính xác, bài toán cho 9 bạn thì chỉ được chia 18 quyển, vậy ba bạn được chia bao nhiêu quyển vở? Vậy muốn biết ba bạn được tặng bao nhiêu quyển vở thì trước hết chúng ta sẽ cần phải tìm gì? Đúng rồi, để biết được ba bạn được tặng bao nhiêu quyển vở thì chúng ta phải tìm xem một bạn được tặng bao nhiêu quyển vở. Các con đã biết rồi, để tìm một bạn được tặng bao nhiêu quyển vở thì ta thực hiện phép tính. Đó chính là phép tính chia. Sau khi đã biết mỗi bạn được tặng 2 quyển vở rồi, thì muốn tìm ba bạn được tặng bao nhiêu quyền vở chúng ta tiếp tục làm phép tính thứ hai là gì nhỉ chính xác mỗi bạn được tặng 2 quyền muốn tìm ba bạn được tặng bao nhiêu thì chúng ta lấy 2 x 3 kết quả bằng 6 và đó chính là hướng dẫn cũng như cách các con sẽ giải bài toán này ngay bây giờ chúng mình hãy đưa ra lời giải hoàn toàn chính xác Phép tính đầu tiên, các con tính mỗi bạn được tặng số quyển vở là ta lấy 18 chia 9 kết quả bằng 2 quyển. Sau đó chúng mình tính 3 bạn được tặng số quyển vở là bằng cách lấy 2 x 3 kết quả bằng 6 quyển. Và đó chính là đáp số của bài toán này. Các con lưu ý, bài toán này được giải qua hai bước tính. Bước đầu tiên được gọi là bước rút về đơn vị. Chúng ta xác định mỗi bạn được tặng bao nhiêu quyển vở. Sau đó, cần tính 3 bạn thì chúng ta lấy kết quả phép tính vừa tìm được nhân với số lượng là 3, kết quả là 6. Và đây chính là ví dụ cho việc giải bài toán liên quan tới rút về đơn vị. Từ bài toán này, chúng mình hãy đưa ra cho cô nhận xét. Muốn giải bài toán liên quan tới rút về đơn vị có dạng như thế này thì các con cần phải làm những bước như thế nào? À, đúng rồi, các con thường sẽ phải sử dụng hai bước Bước đầu tiên ta sẽ tìm giá trị của một phần. Ví dụ như ở đây ta thấy 9 bạn được tặng 18 quyển, ta sẽ tìm một bạn tức là một phần. Lấy 18 chia cho 9, ở bước này các con thường sử dụng phép chia. Sau đó, chúng ta sang bước 2, đó là tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau bằng cách thực hiện phép nhân. Chúng ta lấy giá trị một phần nhân với số phần. Ở đây ta lấy giá trị 2 tức là số quyền vở mỗi bạn được tặng nhân với số phần chính là số lượng là 3 bạn. Kết quả tìm được là 6 quyền. Chúng mình cùng nhìn lại bài tập này, sau đó nhớ các bước để giải bài toán liên quan tới rút về đơn vị. Như vậy, có nhắc lại với dạng bài này, các con sẽ phải giải bài toán thông qua hai bước là tìm giá trị một phần và tính giá trị của nhiều phần bằng nhau. Ngay bây giờ cô trò mình cùng làm một số bài tập hết sức đơn giản để giúp các con nhớ thêm được về kiến thức ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên hãy giải bài toán theo tóm tắt sau. Ở đây 6 hộp bút thì chứa 24 cái bút. Vậy một hộp sẽ chứa bao nhiêu cái bút và 3 hộp thì sẽ chứa bao nhiêu cái bút? Ở tóm tắt này thì người ta đã gợi ý ngay cho các con về bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai. Vậy, trước tiên hãy lựa chọn và sắp xếp các bước để giải bài toán này. Cô khen các con. Bước đầu tiên ta sẽ tìm xem một hộp sẽ chứa bao nhiêu cái bút. Tới bước thứ hai, các con tính ba hộp chứa bao nhiêu cái bút. Dựa vào những kiến thức vừa học, các con hãy đưa ra lời giải cho bài toán này. Đúng là như thế, đầu tiên các con sẽ tính một hộp sẽ đựng được số cái bút là ta lấy 24 chia cho 6, kết quả là 4 cái. Vậy, 3 hộp sẽ đựng được số cái bút là ta lấy 4 x 3, kết quả bằng 12 cái. Và như vậy, đáp số của bài toán này là 12 cái bút. Bài toán này cũng được giải bởi hai bước. Bước đầu tiên ta rút về đơn vị, tức là tính giá trị một phần. Bước thứ hai, chúng ta tính giá trị nhiều phần, tức là thực hiện phép nhân để tính số lượng bút được đựng trong ba hộp. Ở bài toán thứ hai, cửa hàng bán 5 chiếc bút chì giá 30.000 đồng. Bạn Bình muốn mua 8 chiếc bút chì như thế, hỏi Bình phải trả bao nhiêu tiền? Đầu tiên, các con tiếp tục xác định cho cô đề bài cho gì và hỏi gì? Ở đây đề bài cho là 5 chiếc bút chì giá 30.000 đồng và hỏi 8 chiếc bút chì như thế giá bao nhiêu tiền. Như vậy theo các con, các bước cần làm ở đây là gì? Đúng rồi, bước đầu tiên các con cần phải tính giá tiền của một chiếc bút chì. Cô nhắc lại đó chính là bước rút về đơn vị. Sau khi biết giá tiền của một chiếc bút chì rồi thì chúng ta tính được ngay giá tiền của 8 chiếc bút chì như thế bằng cách thực hiện phép tính nhân. Ngay bây giờ hãy đưa ra cho cô lời giải của bài toán này nào. Rất chính xác. Bước đầu tiên các con sẽ tính được giá tiền của mỗi chiếc bút bằng cách lấy 30.000 chia 5 kết quả bằng 6.000 đồng. Như vậy 8 chiếc bút sẽ có giá tiền là 6.000 nhân với 8 kết quả bằng 48.000 đồng. Và đó cũng chính là số tiền mà mình phải trả. Đây là bước rút về đơn vị, đây là bước tính giá trị các phần bằng nhau. Như vậy chúng mình đã quen với việc giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng như thế này rồi. Như vậy ở bài giảng ngày hôm nay cô Huyền đã giới thiệu tới các con một số ví dụ về giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Sau khi xem xong bài giảng chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Ở bài giảng tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các con một dạng nữa cũng liên quan tới rút về đơn vị. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của Online1000.vn.